Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Ở trong cái trận đấu này thì bộ truyền thuyết nó lại có con rớt. Thế nên là anh em biết là tôi chơi cái gì ở đây. Bây giờ đơn giản lắm, cứ có rớt là tôi chơi bắn trưởng thôi, không nói nhiều. Mặc kệ người ta nói, đấy. Mặc kệ meta luôn. Ai nói gì thì nói. Đối với tôi, nếu mà trong truyền thuyết có rớt thì chắc chắn nó sẽ là cái bộ bắn trưởng. Ok. Mặc dù là ở trong cái trận đấu này, ở truyền thuyết nó có con Lancer với cả cái con Tsunami, tức là sẽ có 6 cá đấy, nhưng mà tôi có ngán gì đâu. Không ngán 6 cá mà cũng không ngán Lancer luôn. Bây giờ là cái bộ mết nó không ngán hai con đấy anh em ạ. Lancer giờ phế ở xử. Ai chơi Lancer đâu mà. Con rớt nó chỉ cần một cái gậy xanh thôi thì chúng sinh là bình đẳng hết. Kể cả là 6 cá. 6 cá mà giật một phát chết luôn thì cũng không phản được được đam anh em ạ, không phản được. Ấy à, từ từ nhá. Câu gấu là cũng có lý do của nó đấy. Hay quá nhỉ. Ra là cái con gấu này thì chắc là Saman nó. Saman thì nó lại vừa đẹp luôn. Ở trong trận đấu này có mèo 5 đô. Đấy, tính toán nó là hay. Rồi, pick Saman vào thôi. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ là vứt con gấu vào để tạm xem là có câu ra được không thôi. Đấy, câu ra con gấu Saman thì chắc chắn nó là Saman rồi. Còn nếu mà không câu ra được Saman thì tôi vẫn chơi God Mate bình thường. God Mate hoặc là Lâm Rồng. Đấy, Lâm Rồng thì chắc là trận này không chơi bởi vì nó có 6 cá. Thì cái bộ Lâm Rồng nó hơi sợ. Thì có thể nó sẽ là đỏ kết hợp với cả rớt cũng rất là ok. Ủa thôi chưa, rao này thua. Rao này thằng này lắm 2 sao vậy. Ốc 2. Cây 2 ạ. Ui mạnh thế. Đẩy nhiều luôn này. Còn có búa sét ạ. Ok, có phải được rồi đấy. Lên được con Heaven Bomber 2 sao là gánh rồi. Bây giờ chơi bắn trưởng đầu game thì cũng xác định luôn là cũng khó mà có thể được chuỗi thắng. Bây giờ khó lắm. Giữa Hunter, Huntiac các thứ nó mạnh rồi anh em ạ. Toàn là Hunter búa sét thì đỡ làm sao được. Mấy cái bộ bắn trưởng bây giờ đánh nó cũng chỉ là gọi là bổ củi giữ máu thôi. Chứ còn để mà đánh được chuỗi thắng thì khó lắm. Chỉ hy vọng là ra là con Zipper sớm thì chúng ta thắng thì chúng ta có cái Free Roll. Nó cũng có một chút lợi thế đầu game. Hay là con Soundbreaker lên được 2 sao kiếm được thêm 3 tiền. Đấy mà ra được Human sớm thì kiếm được thêm mấy quyển sách. Thế thôi. Chơi bắn trưởng thì cũng chỉ mong là như thế để gỡ gạt được tí. Chứ còn bảo đánh chuỗi thắng thì nói chung là nó cũng khó anh em ạ. Bây giờ nếu mà có chuỗi thắng thì cũng không bao giờ chơi bắn trưởng mà có chuỗi vàng ở đâu. Đa phần là đến lúc mà gặp Hunter thì là thua. Gặp Hunter đầu game thì mất chuỗi thôi. Đấy. Bắn trưởng này thì phụ thuộc rất nhiều vào những cái con như kiểu con Thunder Spirit hay con già ra sớm. Đấy rồi. Nhìn thế thôi nhưng mà lại sắp 4 Saman rồi đây này. Ra Storm Saman là có đủ bộ luôn. Cho con này vào chúng ta sẽ có 2 Metalit. Hiện tại là có vẻ như là tôi cũng đang khá mạnh đấy so với những cái thằng còn lại. Chắc là gặp cái thằng mèo kia thì cũng có thể là đánh thua. Nhưng mà tôi up lên 6 rồi. Gặp thằng hai con mèo chưa gặp đúng không? Cái thằng đấy nó chưa up 6, khả năng là vẫn ăn được thôi. Thằng đấy lên được 6 thì khả năng vẫn thua đấy. Đấy, cái trận này cũng có người ta xác định người ta chơi mết đây này. Có rớt thì thường là cũng sẽ có nhà người ta chọn cái con đường mết. Bây giờ người ta biết là cái con rớt ấy nó cầm gậy xanh nó mạnh cái cỡ như nào rồi anh em ạ. Nên là cũng sẽ có rất nhiều người chọn cái bộ đấy thôi. Ngày trước cái hồi mà meta mới cái meta Exit ấy là cũng rất ít người chơi mết. Đấy. Thì tôi toàn đánh cái bộ mết để tôi leo rank thôi. Nhưng mà cái tầm này thì có nhiều người chơi mết. Thế nên là cũng sẽ bị tranh bài. Nó là điều bình thường. Nhưng mà trận này nếu mà chúng ta đánh kiểu đánh khôn ấy, đánh mết đầu game, nếu mà ra mết như này thì đánh tạm, xong rồi tí nữa chuyển sang cá cũng được anh em ạ.
Không thành vấn đề. Cái vấn đề ở đây là bài nó có ra hay không thôi. Ơ ui giời, gặp thằng BM rồi anh em ạ. À BG rồi, gặp thằng BG rồi. Gặp thằng mèo rồi. Vậy là chúng ta sẽ chỉ gặp mấy cái thằng yếu thôi, mấy cái thằng Eco ở dưới. Và thằng Duy Ngô nữa, gặp ở round sau hoặc round 11. Còn toàn thằng yếu thôi anh em ạ. Con gấu này lên 2 sao cũng được, làm tăng cơ phía trên. Trận này ra con gấu Saman, nó là cái con mấu chốt ở trong cái bộ Saman ấy. Nên là vẫn có thể đánh Saman nha anh em nhá. Con này là cái con mà khi mà chơi Saman ra là cái con này là chắc chắn là sẽ là 10 điểm rồi. 6 Saman hàng riu. Thêm mấy con mèo 5 đô nữa là xong. Trong trận đấu là có mèo 5 đô là chơi Saman đẩy rất là khét. Nếu mà lên được 6 Saman sớm, ví dụ như chỉ cần up 8 thôi, mà ra là cái con mèo 5 đô là gần như là tất cả cái bọn đấy là nó quý hết. Đánh ở level 8 mà lên được 6 Saman thì xác định luôn. Trận đấu lúc đấy là rơi vào đâu đấy tầm khoảng 31-32 round là kết thúc rồi. Đẩy rất nhanh. Ủa thằng này con Zipper 2 sao cơ. Nhưng mà tôi vẫn sẽ ăn ở đó. Zipper một mình thì không thể solo bọn này đâu. Vậy là round sau chúng ta gặp cái thằng Eco. Ok. Ăn được thôi. Mà tôi không có Zipper. Hơi đen nhỉ. Giá mà có Zipper là từ nãy giờ là có chuỗi đấy. Gấu này, con này mua. Áp được lên 7 nhét vào thôi. Kể ra bây giờ mà nổ thêm một con Storm Saman nhỉ. Có thêm 4 Saman sớm này là đánh ở chuỗi thắng luôn đấy. Đúng rồi, chúng ta còn cái thằng Duy Ngô chưa gặp. Duy Ngô round sau gặp yếu. Thằng này toàn một sao thôi. Nếu mà tất cả cũng chơi mết với nhau ấy, thì thằng nào ra là coi con rớt sớm thì cũng chưa chắc đã ăn được anh em nhá. Nhiều khi là nó còn phụ thuộc vào cả cái, ví dụ như là chơi trùng là cái bộ mết Saman ấy, thì cái bọn Saman ấy nó biến đẹp nó mới là quan trọng. Chứ con rớt nhiều khi ra cùng là ra rớt. Rớt 2 sao thì kiểu gì rồi đồ nó cũng tương đương nhau thôi. Cái vấn đề nó ở cái chỗ là gì, là Saman nó có biến đẹp hay không. Saman mà biến ra con rớt 3 thì nó cũng là bằng hòa luôn. Saman, chơi Saman mà biến ra rớt 3 mà một phát nổ thêm cả con heo 3 sao nữa thì úi rồi ôi luôn. Một bên thì toàn biến ra mấy cái con kiểu deflector hay là rồng rồng 1 đô 3 sao chẳng hạn. Cái đấy nó sẽ là cái sự khác biệt giữa hai cái nhà chơi cùng bộ. Một nhà thì biến hên, một nhà thì biến đen xui thì là thua. Đấy, biến hên thì chắc chắn là thắng rồi. Biến hên ví dụ biến ra được hai con heo 3 sao đi. Trời ơi, cái con heo 3 sao nó chết, nó lại gọi thêm con heo 3 sao tiếp. Mà đã gọi được ra heo 3 sao nó lại bo lớt thêm một con nữa. Cũng 3 sao luôn. Rất khó chịu. Từ lấy giờ tôi toàn thắng ấy chứ, đúng không? Đã thua cái round nào đó. Có khi vớ vẩn sắp có chuỗi rồi này. Đấy, có chuỗi rồi. Mà không ra con Zipper nhỉ. Cay thật. Kể ra mà bây giờ ra con Zipper ngon luôn ấy. Mỗi round là kiếm vừa có Goblin này, mỗi round kiếm được thêm một cái công nghệ Roll. Roll kiểu gì cũng ra là Storm Saman hay là tư tế thôi. 4 Saman sớm đi cắt chuỗi bọn kia xong rồi là đẩy. Hai đằng kia thì cũng mất chuỗi rồi, một thằng là đã mất chuỗi. Harry Nguyễn càng phết nhỉ. Cắt chuỗi được của cái thằng hai mèo. Vấn đề bây giờ tôi phải giữ cái chuỗi này và tôi phải cắt chuỗi của thằng kia. Mà đội hình này chưa đủ mạnh. Đội hình này chưa đủ mạnh đâu. Soundbreaker lên được 2 sao này. Xong rồi là con gấu lên được 2 sao nữa. Đòi hỏi hơi quá nha. Con gấu lên được 2 sao chắc chắn là cắt chuỗi được rồi. Và như thế thì đòi hỏi hơi nhiều. À gặp luôn này, ăn được không?
Thằng này hơi to anh em ạ. Nó nổi không? Khó ấy. Khó. Khó quá. Trông làm sao mà nó khó thế. Ui thằng này xanh nhờ. Thằng này cắt phát hai cái chuỗi ạ. Thề. Và tôi cũng đen cơ, tôi gặp cái thằng này sớm quá. Tầm này chưa đủ mạnh để chơi được thằng này. Đồ thì cũng mạnh luôn. Đồ búa xét. Blink ở đúng cái vị trí con Heaven Bomber đang bắp giáp chứ. Quá đèn. Ra gấu assassin này. Như này mạnh hơn không? Thế này là mất Goblin. Thế này là không có Goblin nữa rồi. Cho con này vào luôn. Gấu assassin đương nhiên nó sẽ mạnh hơn con Skywrecker. Ui ôi, cái này to nhờ. Unicorn 3 sao luôn mà. Ăn nổi không? Unicorn 3 sao kẹp với Half Orc, Sandbow Exit 2 sao. Ôi tu tu. Cái quả đặt vòng quá đẹp. Đến từ vị trí ở con Lava Shaman. Thế là tôi lại ăn được cái đao vừa rồi. Quá dã man. Đặt vòng đúng cái vị trí ở giữa luôn. 4 con chui vào. Nổ skill phát là coi như là thăng thiên hết. Ok, quả vừa rồi là cũng được đấy. Mặc dù đối thủ mạnh hơn. Pick cái con này để tí nữa tôi câu cầu anh em nhá. Tôi sẽ câu, cố gắng câu ra cái con gấu mết đi. Câu con gấu mết. Hoặc là câu ra cái con gấu Shaman 2 sao đi. Chả hạn thế. Hunter này, thôi xác định luôn là không có chuỗi đâu anh em ạ. Đánh kiểu gì cũng mất chuỗi thôi. Hunter thì gặp Hunter chắc chắn là không thể ăn được rồi. Tầm này Hunter vô địch. Mà tôi nghĩ là cái thằng Harry Nguyễn kia nó gặp Hunter thì cũng mất chuỗi thôi. Sớm muộn gì cái thằng đấy nó sẽ mất chuỗi, thằng Hunter. Hunter của búa xét rất mạnh luôn. Còn tôi bây giờ chắc là tôi đánh thong thả thôi anh em ạ. Câu gấu cái này. Chắc là đánh thong thả thôi. Tầm này level 7 giữ 50 tiền, up dần lên 8. Chả phải vội. 74 máu à. Cứ cho tụt tụt xuống một tí đến khoảng 40 máu đi. Trong lúc đấy cơ hội mà kiếm được ra con gấu mết hoặc là gấu Shaman 2 sao. Trong cái trường hợp mà nó ra con gấu tổ ấy. Ra thầy ông nội ấy, chắc là tôi sẽ kẹp Metalist đánh tạm đã. Xong rồi áp dần lên. Và nếu mà ra thầy ông nội 2 sao thì câu chuyện nó lại khác nhé. Thì chuyển về 6 đỏ anh em ạ. 6 đỏ thầy ông nội. Lấy đồ cho thầy ông nội luôn. Vấn đề nó ra cái gì đó ấy. Chính ra 4 gấu rồi mà không nổ gấu thì cũng hơi cay ấy nhở. Búa xét này. Ui bây giờ mà ra thấy ông nội nó lại tuyệt vời luôn. Đồ hơi bị ngon luôn đấy. Đánh Metalist đồ này cực kỳ ngon. Có đồ chắc tôi lại up cấp lên anh em ạ. Được. Đồ này đánh 2 Metalist được rồi. Thôi vứt cái con Heaven Bomber đi. Up 8 chúng ta có thêm 3 Shaman nữa. 4 gấu 3 Shaman kẹp với 2 Metalist. Trong trường hợp mà ra gấu tổ thì nó sẽ là 40 Metalist luôn. Đánh ở level 8. Quá tuyệt vời. Vừa lấy vứt cái con phòng vũ hơi sớm anh em ạ. Biết đâu bây giờ còn ăn được cả cái bọn Hunter này làm sao không? Có ăn được không? Không ăn được. Tầm này vẫn chưa ăn được. Đấy, hay. Rồi. Con Long Vũ mà 2 sao là khả năng ra vừa lấy là ăn được đấy. Nhưng mà bởi vì nó mới 1 sao nên nó mới thế.
Ra Thunder mua để tí nữa, nếu mà không ra được Metalist thì chuyển mết thôi. Mết trận này thì trước khi ra rớt thì chúng ta sẽ phải đánh qua cái con Thunder này thôi. Thunder làm co giữ game, late game mới chuyển sang rớt 2 được. Thực ra một cái con rớt 1 sao nó sẽ không bằng một con Thunder 2 sao đâu. Con Thunder 2 sao khỏe hơn. 9 phe giờ à. 9 phe giờ dồn đồ cho Shadow à. Ê, căng phết nha. Khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy, khỏe đấy. Nuôi cả phong vũ luôn. Tôi đang đánh chuỗi thua luôn này. Tôi vừa mất cái chuỗi thắng tôi đánh chuỗi thua luôn ạ. Dã man. Làm thế nào để có thể ra được cái con tư tế nhỉ? Bây giờ ra tư tế là chúng ta kẹp cọc vào là được. Ra tư tế mà ra Storm Shaman nữa là đủ 6 Shaman luôn ấy. Đánh ở level 9. Dí cấp lên level 9, vứt hết gấu đi luôn. Giữ lại con gấu Shaman thôi. Cái gì mà thằng này nó đổi đồ tím sớm ấy nhỉ? Ra 15 nó đổi đồ tím. À định chơi beat à? Chỉ có thể giải thích là bằng cái việc là đang định kiếm cái quyển sách để chơi beat thôi. 4 Shaman gánh không này. Giữ được khá khá máu ấy nhá. Ui rồi ôi, tại sao không phải là thấy ông nội nhỉ? Assassin trận này không ngon lắm nên là tôi không chơi nha anh em nhá. Trận nào phải có Sailing Assassin tôi mới chơi. Meta này bộ Assassin nó cũng đã yếu đi rồi anh em ạ. Nó không mạnh như cái meta trước kẹp Assassin Witcher nó khỏe nữa. Meta này thì cái con cáo nó bị phế rồi. Cáo phế là một này, Sailing Assassin mà kẹp với Witcher thì Witcher nó bị giảm sức mạnh đi, chỉ còn 60% tấn công thôi. Nó không như ngày trước. 60% đam bây giờ nó cũng yếu, chứ nó không phải là 100% đam như ngày trước. Nên cái bộ đấy bây giờ đam nó cũng cần phải có đồ nữa thì nó mới mạnh được. Và cái quan trọng là con cáo 2 bây giờ nó không gánh nổi. Cáo 2 giờ đuối quá. Ngày trước cáo 2 là dùng skill là được cộng đam. Bây giờ có được cộng tí nào đâu. Nhiều khi xỉa một phát nó chả giết được con nào. Đam nó bé quá. Giết thêm con nữa đi. Đúng rồi. Đấy. Mất ít máu thôi. Đấy, mỗi round chỉ cần 3 máu này được rồi. Round sau tôi lên 9 nữa rồi. Lên 9 cái là tìm 6 Shaman đấm hết anh em nhá. Tầm round 21 mà đủ 6 Shaman là đẩy khét lắm. Thậm chí là bây giờ ra Grim có thể chơi Shaman Fake được đấy. Shaman Fake bây giờ chả có trùng con nào đâu. Không có trùng hệ tộc anh em ạ. Chỉ có vứt gấu thôi. Chính là chơi Shaman Fake cũng ngon á. Bây giờ mà ra được cái con Grim thì chơi luôn. Tạm thời mà chưa có tư tế, chưa có Storm Shaman thì có thể chơi kiểu đấy. Lên 9 cái đã. Lên cho 3 mét vào nhỉ. Giá như mà là cái con gấu mết anh em ạ. Nhưng mà không có nên tôi chắc tôi phải bỏ gấu đi thôi. Nếu mà là gấu mết thì vẫn có thể câu được 4 gấu. Nhưng mà vì nó không ra gấu mết, hơi đen. Gấu assassin thì bỏ đó. Trận này mặc dù ra Shaman từ sớm ấy, ra gấu Shaman nhưng bây giờ vẫn chưa đủ 4 con anh em ạ. Và cái trận này vẫn chưa thấy ra con mết. Thunder vẫn chỉ 1 sao. Cảm giác như mình đang bị chọn sai Liền Văn Minh ấy anh em ạ.
Trông có giống là đang chọn sai không nhỉ? Thấy sao mà nó giống quá đây mà thôi. Gậy báo. Trông kiểu chọn sai lên Văn Minh ấy anh em ạ. Thấy nó cứ kiểu gì ấy. Ơ thằng này bị out này. Thằng này đầu game có chuỗi thắng nhưng mà bị out rồi. Hai thằng có chuỗi bị out kìa. Ơ vãi đái. Con game khó hiểu thật sự. Ui rồi ôi, vừa bán đi thì ra. Chính ra là có Assassin 2 sao rồi đấy. Thằng này đủ tiền lên 10, có khi lên 10 luôn anh em ạ. Lên 10 cho nó dễ ra con mèo 5 đô. Thực ra chơi cái bộ Saman này ấy, chủ yếu là đánh bằng mấy con Saman thôi. Chứ còn co các thứ thì nói chung là ra cũng được, mà không ra thì cũng chả sao. Bây giờ cái hướng đến nó chính là cái con mèo 5 đô. Chỉ cần ra mèo 5 đô thôi, cái câu chuyện nó sẽ khác bọt ngay. Mèo 5 đô và thêm một con Storm Saman đi. À không 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 không, tư tế đi. Để kẹp được thêm cọc nữa là xong. Chơi 6 Saman, không thèm đánh co luôn. Vứt luôn Storm Saman. À sorry anh em, vứt luôn con Thunder và con Flame ở ngoài luôn. Đánh chỉ có đánh bằng Saman thôi. Hay chưa biết à. Thua. Nói chung là cái tầm này thì vẫn yếu. Hàng trên nó khá mỏng. Chưa rồi. Quanh đi quẩn lại nhìn còn có 43 máu ạ. Thế là thế nào? Sao ít vậy? Bằng mấy cái thằng bị ao ạ. Ảo rồi đấy. Thậm chí còn thấp hơn cái thằng Khoa kìa. Thằng Khoa nó bị out, nó 100 tiền mà nó vẫn giữ được cái top 3 kìa. Cay nhỉ. Nó chơi Hunter anh em ạ. Chính ra chơi Hunter mà có đồ thì ngay cả ở cái level 7 nó cũng có thể giữ máu được nhiều nhá anh em nhá. Kìa kìa, bằng chứng à. Có đồ cái giữ máu không hay. Rồi, thằng này thì quá to. Chịu, bây giờ giết được con nào hay con đấy thôi. Hy vọng là lọt mỗi con cây thôi. Chứ còn để cái bọn này nó đẻ đái ra thì cũng càng đấy. Cầm hoa được thì càng tốt. Cầm hoa được không? Cầm hoa được không nhỉ? Grand Herat được cướp được skill của con cây. Có khả năng hồi máu. 25 giây nữa thôi. Cố lên nào. Căng phết. 18 giây nữa thôi. Được không? Cầm hòa đây 12 giây. Ok rồi đấy. Được, được, được anh em ạ. Hòa rồi. Đấy. Ít ra là cũng giữ được màu anh em ạ. Đợi mèo 5 đô ra là phải giữ máu cái đã. Vẫn chưa có ra con Dark Spirit ạ. Đồ chắc là vẫn cho Thunder đó. Con đát này nó không được hưởng cái hiệu ứng gì ở cái đồ cả. Đồ này chỉ tăng sát thương bắn trưởng phép thôi, chứ còn sát thương thuần thì nó sẽ không tăng sức mạnh đâu. Mà cái vấn đề bây giờ vẫn Thunder 1 sao và chưa ra thêm con nào ạ. Bây giờ thì ăn được thằng này rồi. Ok, kéo dài được đến round 26. Trứng này. Trứng này tôi chỉ đập cho một là rớt này, hai là mèo 5 đô, chứ còn không đập cho những con khác đâu anh em nhá. Thunder thì cứ mặc kệ thôi, không đập đâu. Chỉ cần con rớt lên được 2 sao mà cầm gậy xanh thôi thì trò chơi nó kết thúc. Bây giờ nhịn tí. Lên level 10 rồi mà vẫn chưa ra ở tư tế với cả Storm Saman ạ. Sao cứ thấy đen đen kiểu gì ấy nhỉ. Tỷ lệ ra bây giờ là 25% chứ có ít đâu.
Trên này tôi thấy có một cái thằng chơi gót du xoay, cũng phải cẩn thận với thằng đấy. Gót du xoay ở trong trận đấu này nói chung là nó counter của tôi phết đấy. Có Dash Sprint nữa chứ. Tức là nếu mà nó kẹp là nó có thể kẹp vào 4 Warlock được. Gót đỏ du xoay bây giờ hiện tại thì là đỏ, nhưng mà tí nữa có thể nó sẽ kẹp Warlock vào. Đây rồi, vẫn thiếu một con anh em ạ. Vẫn chưa đủ 6 Saman. Cay thật. Như này đây. À ui dồi ôi, thế đủ rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Ô thế ổn hết nhờ. Ổn đấy, ổn đấy. Huyết trượng luôn, không nói nhiều. Ổn đấy. Cây nhở. Ờ, rau này lóc lại thôi. Trứng này không đập cho con đát đâu anh em nhá. Con đát này nó chẳng có tác dụng ở trong bộ này đâu. Tí nữa kẹp thêm con đát 2 sao vô gọi là tí đam sát thương chuẩn thôi. Còn nói chung là vẫn phải hướng tới cái con rớt 2 anh em ạ. Tôi sẽ để dành cái quả trứng này cho con rớt 2 anh em nhé. Ok. Còn 9 warrior thì ăn rồi đó. Đấy gọi ra con rớt kìa. Trời ơi nó giật 6 Saman rồi anh em ạ. Cực kỳ khỏe. Tầm này đánh bằng Saman mà có đánh bằng mấy cái con co đâu. Như con Thunder nó vẫn chỉ là một con 1 sao thôi. Vào phát tung trưởng là bay màu. Cũng chỉ kịp tung trưởng mà cái trưởng của nó cũng chả có cái tác dụng gì nhiều. Đam rất bé. Hiện tại vẫn đang phụ thuộc vào cái bộ Saman. Random đấy, kiếm gậy xanh bằng được thì thôi anh em nhé. Bất diệt à? Trâu hơn tí. Không đập trứng cho con Thunder đâu. Thunder tự ra thôi anh em ạ. Không ra thì vẫn chơi được mà. Bây giờ không ra thì cái bộ Saman này nó vẫn đang gánh. Thiếu Storm Saman là chúng ta chơi hàng Ryu luôn. Ok. Rồi gót đỏ du này. Chắc là thua. À từ từ nhá. Ủa biến được cái từng này quân thì chắc là không thua đâu. Trời ơi. Khỏe luôn anh em ạ. Ui rồi đẩy chết luôn này. Sáu đỏ đi luôn. Đấy anh em thấy không? Cái bộ Saman đấy. Tôi còn form muộn nhá. Sáu Saman đánh ở cái giai đoạn mà sau round 26 rồi mà vẫn đẩy rất khét. Quá ổn luôn. À đây rồi, đủ bộ. Hay quá nhờ. Già này. 3 mét. Đây, như này. 3 mét 6 Saman kẹp với cả hai cọc. Đây rồi. Thế thì trứng cho mèo luôn anh em ạ. Đánh chưa thắng luôn này. Ok. Rồi. Xem ra này bạn bị đẩy bao nhiêu máu. Này thì Hunter cũng mèo 2 đấy. Mèo 2 level 10, 9 Hunter bay màu đi luôn. Quá dã man, 33 máu anh em ạ. Khỏe thật. Rồn không ra cái gì luôn. Cái quả trứng vừa rồi tôi không thèm đập cho con già luôn. Tôi đập luôn cho mèo anh em ạ. Vào phát là có 5 đô 3 sao luôn. Bình thường nếu mà mèo 1 sao ấy thì nó chỉ gọi ra con mèo một cái con 5 đô 2 sao thôi. Chứ nó không gọi ra 5 đô 3 sao. Nhưng mà con này bây giờ nó lên được 2 sao thì nó sẽ là 5 đô 3 sao. Trong đồ này bây giờ chỉ thiếu gậy xanh nữa thôi anh em ạ. Cũng bình phết rồi đấy.
Saman gánh được không? Rao tiếp theo gặp. Ui từ từ nhá, sợ chơi trộm chó kìa. Căng vậy. Đổi sang trộm chó ạ. Nhưng mà tôi chơi Saman mà. Thế sao nó lại chuyển sang trộm chó đánh tôi nhỉ? Bạn có chắc là bạn chuyển sang trộm chó bạn ăn được Saman không? Kỳ lạ thật đấy. Thua rồi kìa. Bị đẩy ác luôn. Nó chuyển, nó bán hết đi, nó chuyển sang trộm chó ạ. Thề khó hiểu quá nhỉ. Để ăn ai? Ăn tôi chắc chắn là không phải rồi. Ăn làm sao tôi? Vậy là chỉ có thể giải thích là nó muốn ăn cái thằng Beat. Nhưng mà thằng Beat thì nó liệu rằng có dễ ăn đấy không nhỉ? 5 đô 2 sao mà. Ảo thật đấy. Tướng 5 đô 2 sao mà bắt được một con mèo thôi mà nó có 3 con mèo cơ mà. Bắt cái kiểu gì? Bây giờ là phải lên được ít nhất là cái con Light Speed lên 2 sao thì may ra mới bắt được cái con mèo của đối thủ. Nói chung là thằng này xác định là phải một là để 9 phe giờ đánh tiếp thôi. Hai là số hố nếu mà xác định là chuyển. Bây giờ chuyển xong là thua cả hai đấy, chả ăn được thằng nào đâu. Ui rồi, đây rồi. Rồi. Light Speed chả có slot đâu anh em ạ. Lại một quả trứng nữa này. Ok, trứng này thì cho rớt thôi. Trứng cho rớt nha anh em nhé. Cho rớt chứ không cho già đâu. Thôi, bây giờ đổi hết đồ kiếm với gậy xanh thôi anh em ạ. Bây giờ chơi là không bao giờ đổi đồ tím luôn ấy. Chơi đổi đồ cam thôi. Đây rồi, ui rồi ôi. Thế thì nó quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Cho rớt vào luôn không nhỉ? Rớt này thì khác thì rớt hai đâu. Con rớt này nó đích thị con rớt 2 sao rồi gì nữa. Quá tuyệt vời. Để xem giật nó thế nào, có thốn không nào. 6 Glacier này. À, vậy thằng này nó chuyển sang 6 Glacier. Nhưng mà bạn ơi. Ui, nó chém đau đấy. Có hút máu cuối. Rất phản luôn. Ok bạn ơi. Từ từ bạn ơi. Tôi suýt lại ăn được nó. Nhưng mà chỉ là suýt thôi. Đồ thế giới đấy. Không phải hút máu cuối mà ở đây nó là một cái chuỗi xương thôi. Nhưng mà nó có khá nhiều giáp với cả cái đồ kháng phép, đồ kháng khống chế. Khỏe đấy. Nhưng mà khỏe như thế có ăn nổi Beat không nhỉ? 6 Glacier mà đồ toàn đồ thủ ở kia thì cũng chưa chắc ăn được Beat đâu nhá. Beat nó lại thích lắm. Chém mãi mới chết được một con thôi. Nhưng mà Beat thì nó dồn đam thì cực kỳ nhanh luôn. Nếu mà hai cái bộ đấy gặp nhau thì là đánh đôi công rồi. Mà cái bọn Beat thì nó đẩy nó khét lắm đấy nhá. Beat mà kẹp với cả mèo 5 đô thì đẩy cực kỳ khét luôn. Rào chắc cũng phải 20 đến 30 máu. Tôi chơi Saman này gặp cái bọn Beat nó cũng đỡ sợ hơn. Chứ còn cái thằng Glacier kia mà chỉ cần đứng bị cấm đánh thôi thì xác định luôn. Mãi cái con Thunder không lên được 2 sao, đen thật đấy. Ăn được không? Ăn thì chắc là hơi khó. Ăn nổi không? Ra có đắt 3 luôn. Nhưng mà vẫn thấy hơi khó anh em ạ. Vẫn thấy hơi khó. Được không? Khó. Thằng này nó có cái cầu vực thẳm rồi. Ui, ra con mèo nữa này. Ra cầu vực thẳm rồi. Trên mết này hơi khó nhỉ. Thực ra thì tôi vẫn tin vào cái con rớt 2 sao cầm gậy xanh. Vấn đề có ra hay không thôi. Chứ còn mình vẫn tin đấy là nó làm được. Anh em ạ, chấp cầu vực thẳm, chấp 6 cá vẫn ok mà. Vấn đề là có ra hay không mà. Một cú giật chết luôn, thậm chí là cầu vực thẳm nó còn chưa kịp bật cơ anh em ạ. Chủ yếu nó là cái tốc độ ra đòn nó rớt rồi.
rớt mà ra đòn nhanh ấy thì khả năng là vẫn có thể giật chết đối thủ ngay trong cái lần đầu tiên. Đấy, thậm chí không giật được phát nào luôn. Ok. Rồi sao, tớ chuẩn bị ra ngoài cho cậu rồi. Ủa nhanh nhá. Ui, nói chung là tôi kẹp cọc và tôi không ăn được nó luôn. Bên kia thằng Beat nó giải tán hộ rồi. Nói chung là thằng này nó không có cửa ăn được thằng Beat đâu. Beat bây giờ nó đông quá rồi. Đánh chém từng con một thì làm sao mà ăn được. Ít ra con này nó phải có cái chém lan. Đen nhỉ anh em nhỉ. Gồn không ra được 2 sao ạ. Bán bố con này đi. Thunder này, đao sau lên được 2 sao. Trận này tôi cũng không có ý định ở chơi già đâu. Trời rớt thôi. Thunder đứng ở trên xòe quạt gọi là phụ đam. Chủ yếu vẫn là đam từ con rớt. Nhưng mà tí nữa sau cái đao này tôi sẽ dồn đồ cho con Thunder. Bởi vì là nó lên được 2 sao rồi. Con rớt được vẫn 1 sao thì không uy tín đâu. Được không? Trông có vẻ là cũng chưa được. Khỏe quá. Ui rồi rớt 3. Rớt 3 thì nó lại được. Ui nhưng mà giật trượt anh em ạ. Lọt 2 con 5 đô cả. Mất nhiều máu đấy. Các bản đổ thế giới quá anh em ạ. Đồ thằng này nó cao tờ mình quá. Chết rồi, 2 round nữa đi rồi. Mỗi round chỉ lọt 2 con mèo thôi là đi. Con mèo của nó có bất diệt mà tất cả cái bóng của nó đều sử dụng được cái bất diệt đấy. Nó mới cay anh em ạ. Giết mãi nó mới mất máu xuống còn có tí máu. Nhưng mà nó có bất diệt nó lại bật bất diệt lên, lại bất tử, xong lại hồi máu lên. Thế là không giết được. Mỗi round chỉ lọt 1 con thôi thì 3 round nữa đi rồi gì nữa. Thunder lên 2 sao mà cầm gậy xanh này có thể nó sẽ khá khẩm hơn đấy. Nhưng mà để mà kết liễu được thì chắc là phải phụ thuộc vào mấy con Saman thôi. Nhưng mà Thunder này cũng chưa có khả năng kết liễu đâu. Đối thủ nó còn nhiều máu ấy nhỉ. Khó. Kể ra mà nó còn một chút máu ấy. Nhiều khi là một round mình chiến thắng có cái là nó đi luôn. Bây giờ nó còn nhiều quá. Khó thật sự. Round này chắc là đổi đồ lấy cái đồ cam. Đổi một cái món đồ cam cuối. Đấy chính là cái hack anh em ạ. Nhưng mà cái quả này vứt hơi nhiều ấy nhỉ. Rồi. Coi như là hy sinh cái gương luôn để có cái hack ấy. Hack nó sẽ hack được vào cái con 5 đô anh em ạ. Đen nhỉ. Vẫn chưa thấy đâu luôn. Rớt ơi là rớt. Xoài đau phết đấy. Nhưng mà xoài được một phát à? Ăn nổi không? Trông có vẻ ăn được. Được bạn ơi, đánh vào cọc đi. Hay quá. Phải thế chứ. Ui đẩy nhiều luôn anh em ạ. Cắt chuỗi luôn này. Đẩy quả vừa rồi 41. Vãi cứt. Thề. 41 máu ạ. Dã man thật sự luôn ấy. Đúng là 6 sa man nó khác. Đánh quá đã luôn. Thế cái lý do gì mà tại sao nó lại thua? Cái lý do chỉ có thể giải thích được bằng cái việc là bây giờ nó có gì, có Kira phải không? Vừa nãy nó chưa có Kira, bây giờ nó Kira nó thua đúng không? Hay là sao? Làm gì có chuyện là nó lại vừa nãy nó lại thua, à nó lại thắng mà bây giờ nó lại thua nhỉ? Đồ vẫn thế mà thậm chí còn hơn. Gấu rồi RO. Tại sao mày thua? Tại sao mày lại thua? Tại sao mày không thắng? Rớt 3 kìa. Ui nhưng mà giật không ăn thua. Có cầu vực thảm anh em ạ. Bây giờ trông chờ vào mấy con Saman nó biến thôi. Nó biến khỏe, nó đấm thôi. Rồi kiếm hồn. Kiếm hồn. Ok.
Bấm chết được nó không? Úi, được luôn này. Bật bất diệt lên. Được không? Được không? Được không? Trông có vẻ vẫn được. À, không được. Mèo chết rồi là thua. Đồ thế giới đấy chứ. Có BKB không sợ hack nữa rồi. Đồ nó bây giờ nó hơn vừa nãy nhiều. Bây giờ vừa có BKB nhá, xong rồi lại vừa có cầu vực thẳm. Rất trâu luôn. Bây giờ muốn ăn được thì chỉ có Saman hóa thành mấy con đánh tay xong rồi chơi thôi. Đặc biệt là con Kalong 3 sao. Ra con Kalong 3 sao tuyệt vời luôn đấy anh em ạ. Rớt mãi không ra, hơi đen. Đầu game thì Thunder đen, bây giờ thì đến rớt đen. Luôn không ra nổi luôn. Nó kẹp thêm là 4 à, là 2 Civet. Thế nên là nó ba con tướng con mèo của nó đều có đồ. Đấy, đều có bật được bất diệt, đều bật được BKB, đều có MOM để đánh luôn. Rất là trâu. Rồi, nhưng tao biến được con rồng ba này. Đỡ hộ cái, đỡ hộ cái. Máu trâu à, máu trâu à, à. Ăn luôn như gì nữa. Chắc chắn là ăn. Rồi. Căng thẳng phết nhỉ. Tôi bị lọt vào nào tôi thua đấy. Một cái con mèo nó đẩy 4 máu. Ở đây có 3 con mèo. Chỉ cần tôi bị lọt một round là tôi đi luôn. Kiểu gì nó sẽ bị lọt 3 con mèo nếu mà chúng ta thua thôi. Chúng ta thắng hay chúng ta vẫn chưa kết liễu đối thủ mà chúng ta thua là chúng ta đi luôn ấy. Căng nha. Làm nào rồi. Bây giờ không hack được nữa rồi. Hack bây giờ vẫn hack con gấu ấy. Nó còn không thèm hack vào con gấu luôn. Cay nhỉ. Được không? Đắt 3 kìa. Ờ được 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 được. Ui từ từ nhá, có con heo. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ơ kìa. Ui giời ơi. Ra con hai con đắt 3 anh em ạ. Cái round vừa rồi ấy là tôi biến được ra con đắt 3 và tôi biến ra được cái con heo anh em ạ. Heo 3 sao. Tôi đẩy nó chết luôn. Ui giời ơi, anh em thấy không? Cái bộ Saman nó lợi hại cái chỗ đấy. Biến đẹp vừa phát là ăn ngay. Kinh khủng thật. Thậm chí chả cần con rớt 2 sao luôn á. Con Thunder thực ra xòe quạt được đúng một lần thôi. Nhưng mà rồi cùng vẫn ăn được nó chứ. Một đống đồ trên người luôn. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em đã xem siêu phẩm tuần này chưa? Thái Dương Hạ San anh em nhá. Vô cùng là căng thẳng và kịch tính luôn. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con rớt nó cầm cái gậy xanh nó khỏe cỡ nào anh em nhá. Chấp luôn ở kẹp cá vào cơ mà. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.